Vâng, xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã trở lại với chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của Nguyễn Trung. Và ngày hôm nay Nguyễn Trung sẽ giới thiệu với quý anh chị một cái mẫu xe mới được về bên em. Đây là chiếc xe Kia Cerato, chiếc này là bản 2.0 các bác nhé, đời 2019 ạ. Thì ở cái phiên bản đời 2019 này thì xe có 3 phiên bản các bác nhé. Thứ nhất là có một phiên bản 1.6 số sàn, 1.6 số tự động. Và đây là bản 2.0 các bác nhé. Thì bây giờ em xin giới thiệu qua về chiếc xe. Thì xe có màu sơn màu đỏ rất là đẹp các bác nhé. Đấy. Xe đã lên cái thiết kế mới các bác thấy này. Đó, xe sử dụng mới có 3 năm thôi. Xe đi hơn 4 vạn, 4,8 vạn các bác nhé. Các bác nhìn này, đèn rất là đẹp nhé. Sơn thì còn zin rất nhiều này. Đó. Nước sơn rất là tuyệt vời đúng không bác? Đây các bác thấy. Xe không một vết gọi là va chạm gì cả. Xe bên em thì cam kết rồi. Đây, xe được trang bị bộ mâm là 17 inch các bác nhá. Mâm rất là lớn. Xe rất là tuyệt vời các bác này. Đó. Em sẽ quay chi tiết hơn một chút về phần nội thất của xe. Thì ở cái bản 2.0 này xe được trang bị nội thất ghế là hai màu các bác nhá, đỏ và đen. Và ở mặt ghế đã được đục lỗ thoáng này. Các bác này. Xe thì còn rất đẹp nhá. Đó. Xe đã có cruise control đúng không ạ? Như bác thấy được tích hợp trên vô lăng. Đấy, và xe cũng có cửa sổ trời, cửa sổ phía trước thôi bác nhé. Đấy, và đây như bác thấy em sẽ quay chi tiết hơn về các cái phần gọi là ốc hay là nước sơn của xe. Như bác thấy còn như là mới, xe em đi được hơn 4 vạn nhé. Xe là tư nhân một chủ bác nhé, được đăng ký năm 2019 và tháng 5 2019 các bạn. Xe một chủ từ mới, xe đi rất là giữ gìn. Đây là hàng ghế thứ hai, các bác thấy. Cái hàng ghế thứ hai này thì cũng gần như rất ít sử dụng vì bác chủ này gần như đi một mình là nhiều hơn. Nên là cái mặt ghế còn rất là phẳng, các bác thấy này. Và xe cũng được trang bị điều hòa ở hàng bệ tì tay cho hàng ghế thứ hai. Các bác thấy. Xe rất là đẹp nhá. Nội thất hai màu đỏ đen. Rất hợp với cả màu xe. Các bác thấy. Xe thì bên này, xe bên em được chiếc này thì được đeo biển Hà Nội luôn các bác nhá. Phần cốp khá là rộng con này. Để cũng khá là nhiều đồ đúng không các bạn? Đó. Thấy phần cốp rất là rộng nhá. Form dáng rất là trẻ trung thanh niên đúng không ạ? Như bác thấy. Xe thì ở cái bản 2.0 này thì rất là cao rồi. Cao hơn nên là xe được ở bên này. Ghế lái điều chỉnh điện quá nhá. Đấy. Đây em sẽ quay thêm một số chi tiết như ví dụ như keo chỉ phần ở cánh cửa. Đấy như bác thấy. Keo chỉ phần ở cánh cửa nhá, rất là đẹp nhá. Xe không một vết gì, rất đẹp các bác nhá. Và em sẽ quay thêm một chút về cái phần khoang động cơ của xe để giới thiệu với các bác. Thì thường xe mà bác nào bị lỗi lầm thì sẽ không dám quay đâu. Nhưng mà cái này trước này thì quá đẹp rồi. Các cụ dặn là đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Đây thì xe này bên em thì quá đẹp rồi. Em sẽ gọi là quay tất cả cho các bác xem. Đây. Xe thì bên em cũng mới spa về rồi. Nhìn chung là rất là sạch sẽ các bác nhá. Rất sạch sẽ đấy. Đây, thứ nhất là chỗ phần... đây là phần ốc của giảm xóc đó bác này. Nguyên luôn này, chưa có một vết vát gì. Hay từ keo chỉ hay ốc cabo nhá. Rất là tuyệt vời. Đấy, các bác thấy. Và thêm nữa đây, bên này thì em sẽ quay phần ốc chân máy. Như bác thấy, còn nguyên zin nhá. Không mất một phân nào luôn. Ốc thì không có dấu hiệu của mở ra đúng không ạ? Hai bên. Rồi. Những phần đây các bác nhìn này. Phần két nước xe đi hơn 4 vạn nên ống áng còn rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ống còn rất đẹp nhá. Ống còn như là xe vừa mới đi xong ấy. Đây, phần làm mát đây. Như bác thấy. À. Như bác thấy. Thì chiếc xe này thì với cái giá đời 2019 bản 2.0 cái giá khoảng hơn 500. Quý anh chị có một chiếc xe rất là đẹp nhá. Đấy.
Quý anh chị nào có quan tâm đến cái dòng xe đã qua sử dụng hay là chiếc xe Kia Cerato thì quý anh chị có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0965 822 782. Em tên là Trung, siêu thị Tobica Hà Nội, 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhé. Và khi quý anh chị đến bên siêu thị Tobica Hà Nội chúng em sẽ cam kết tất cả quý anh chị về chất lượng của xe. Và tới đây chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của Nguyễn Trung Ô Tô xin được tạm dừng. Hẹn gặp quý anh chị vào những clip tiếp theo. Và lời cuối em xin kính chúc quý anh chị có nhiều sức khỏe, gia đình mạnh khỏe và làm ăn gặp được nhiều may mắn. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Em xin chân thành cảm ơn ạ.